Xin chào cô và tất cả mọi người. Con tên là Lê Nguyễn Thị Hương, năm nay con 11 tuổi. Ba từ khóa nói về con là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Hôm nay, con xin làm bài tập về tại sao chuyển mọi thứ thành hình ảnh. Thì nếu mà chuyển mọi thứ thành hình ảnh thì chúng ta sẽ học nhanh và nhớ lâu. Vậy mọi thứ là gì? Thì mọi thứ là chữ viết, ký hiệu và con số. Khi mà chúng ta chuyển mọi thứ thành hình ảnh thì nó sẽ rất là dễ nhớ hơn tất cả con số và chữ viết, ký hiệu luôn. Dễ nhớ. Vì sao chuyển mọi thứ thành hình ảnh? Thì hình ảnh dễ nhớ hơn chữ viết, con số và ký hiệu. Khi học xong bài này, con rút ra được bài học là não bộ chúng ta cần hình ảnh. Mọi người hãy nên áp dụng chuyển mọi thứ thành hình ảnh để học nhanh và nhớ lâu. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Bye bye mọi người.